Rồi, hello tất cả các anh em bến xe nha. Hôm nay mình có nhận con Exciter này anh em 35 là nó có tình trạng là nó bị hụp ga nha anh em. Lý do là con xe này nó hụp ga đầu. Nó hụp ga đầu là cái ga mà lúc mà mình ra MT á, mình đậu dần đỏ cái mình nhóng ga lên nó hay hụp cái nó tắt luôn, hoặc nó hụp cái nó không có lên ga ngọt. Nó có nhiều nguyên nhân lắm nha anh em, nhưng mà anh em đừng có bỏ sót cái dấu nguyên nhân này nha. Giống như cái anh bạn này nè, đã bỏ sót cái một nguyên nhân là đi thay cái bình xăng. Đây, thay bình xăng hãng nè anh em. Mà anh em biết là bình xăng hãng cũng không phải là rẻ tiền đâu anh em. Nhưng mà nó không hết nha anh em. Nó tại lý do gì mà nó không hết thì cũng có một lý do nhỏ trong cái đường điện thôi. Mình không phải là nói chung hết là cái nào nó cũng bị này, nhưng mà đôi khi anh em bỏ sót cái này thì nó rất là buồn nha. Anh em giống như cái chụp bugi này nè, anh em thấy không? Chụp bugi này là của nó nè, 5 cây ôm. Nhưng mà trong các cái dòng xe mà hãng á, thì nó chụp bugi đều nó có ký ôm hết nha anh em. Mà nó anh em mà không để ý này á, là nó dễ bị chạy dẫn được thôi, không có gì hết trơn á. Cũng tùy theo xe chạy thôi. Cũng tùy theo xe chạy thôi chứ không phải là con xe nào nó cũng phải là bắt buộc nó phải có nó đủ ký. Như giống như con ẹt á thì nó kén hơn. Nó kén hơn thì nó phải có giống như như là một cái bằng bệnh đó, là khi mình đang ngâm ga chạy đường dài á, thì nó hay cái hựng nữa nghe anh em. Nó đánh lâu lâu nó không được ngọt nha. Thì anh em cứ đo cái chụp bugi cho mình thử. Đây mình để mình đo cho anh em ha. Đây là 4 ký rưỡi. Đó. Đây là nó 4 ký rưỡi thì nó không đủ nha anh em. Mà thêm cái phần nữa, cái chụp bugi này bị ten ở trong đầu nha. Cái đầu để mình quay cái này. Cái chụp bugi này đã bị ten trong này nữa nha. Ten ở trong cái đầu trong này nữa. Đây là còn cái chụp bugi mới. Để mình đo cho anh em coi. À 5 ký. Thì cái chụp mới á là nó chuẩn hơn nha anh em. Thì anh em cứ thay cái chụp bugi đi rồi anh em chạy thử, chứ đừng có sửa nhiều quá mà quên đi cái chụp bugi này nha anh em. Chụp bugi này nó có cái tác dụng rất là cao cho cái phim xe nổ máy. Còn những con xe số bình thường á, nó không có bây da tay á, thì ít khi nào nó có tình trạng đó lắm. Còn bây da tay á thì nó cần cái nguồn lửa đều, nói chung là đều á, thằng mình buông bây da ra thằng nó giặt đi á mới tốt nha anh em. Thì ở đây mình muốn chia sẻ cho những anh em nào mà có gặp tình trạng này thì nhớ kiểm tra lại luôn cái này luôn, kêu cái chụp bugi nha anh em. Thì video mình muốn chia sẻ cho anh em như vậy ha. Cũng cảm ơn anh em đã xem những video của mình. Chúc anh em một ngày tuyệt vời nha. Đây chiếc xe công tốt, mến chào tất cả anh em nha.